Ui, là nó trua rồi. Ê, 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 gì vậy trời? Sao tự nhiên cái bộ đồ văng ra vậy? Biết. Ôi, ôi. 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 Cái gì vậy? Đốt không? Đốt gì trời? Má luôn. Má là ngày luôn. Bạn ngày luôn trời. Sao thấy ghê trời. Ôi bạn ngày luôn trời. Chốt rồi cả nhà ơi. Hôm nay gặp cái gì rồi? Mến chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Huỳnh Kha Vlog. Hiện tại thì Kha đang có mặt ở giữa một cánh đồng, xung quanh đây chỉ toàn là người ta trồng lúa với lại bụi cây thôi cả nhà. Kha nhìn thấy ở trước mặt đây là có một ngôi nhà hoang. Thì ở ngoài đường chạy vào thì mình có hỏi người ta thì người ta có chia sẻ là ở đây có một ngôi nhà của một vị, gọi đúng hơn là một người thầy bùa. Thì ở trong đây, và khi mà Kha đi tới đây thì chính xác là ngôi nhà này là ngôi nhà của vị thầy bùa đó. Thì bây giờ là ngôi nhà đã bỏ hoang rồi cả nhà. Cái vị thầy bùa này thì mình nghe người ta nói là vì lý do gì đó và vị thầy bùa này kiểu như là ẩn tu sau đó, tu luyện kiểu gì đó rồi mất ở trong ngôi nhà này luôn. Và sau đó thì không có ai dám tới lui cái ngôi nhà này nữa và bỏ hoang đến thời điểm hiện tại luôn. Thì nghe qua cái câu chuyện cũng khá là ớn lạnh. Đây cũng là lần đầu mình khám phá ngôi nhà của vị thầy bùa không biết như thế nào nữa. Hy vọng là mọi việc sẽ suôn sẻ. Bây giờ mời cô chú chị hãy đồng hành cùng với ta bước vào bên trong để xem thử ở ngôi nhà của thầy bùa như thế nào nha. Mình đi luôn rồi, nếu đi qua này cả nhà. Người đồng hành hôm nay với Kha là em Nhân nha. Cây này cây gì vậy em? Em biết cây gì không? Không. Cây này như cũng cây làm thuốc á nhưng mà không biết cây gì. Vậy hả? Anh thấy lạ quá ta. Dạ. Chết rồi, đụng em biết cái sao biết gì. Nói chung ngôi nhà này em cũng biết lâu lắm rồi nhưng mà em không dám vô. Em sao không dám vô? Nghe nói của thầy bùa mà cũng hơi ớn ớn. Ừ, mà anh hỏi cái nha. Dạ. Anh nghe nói thầy bùa rồi ở miền Tây lợi hại đúng không? Dạ, đặc biệt là người Khmer á. Dạ. Dạ. Họ có ếm được mình không ta? Nghe nói là mình, nếu mà mình dẫm lên chúng hoặc là mình đụng vô trong cái lá bùa hay là cái gì đó là cũng bị. Dạ. Hoặc là cái chỗ người ta bị yếm, chỗ yếm á. À. Cái nghe nói là cái bùa Khmer họ rất là mạnh. Tôi thường nói là bùa Campuchia á. Ừ. Ghê trời. Dạ. Nếu mình vô nó có sao không ta? Thì em cũng đang ứng ứng, đang phân vân nè. Dám vô không? Thì nói chung hôm nay thì anh cũng lặn lội đường xa thì em cố gắng đi với anh chứ sao giờ. Nói chung là bây giờ là em trước khi vô là em hơi lạnh lạnh rồi đó. Nói chung là lần đầu tiên anh cũng khám phá nhà thầy bùa nên cũng hơi ngượng ngượng chút. Dạ. Thầy vô cố gắng nha. Con. Dạ dạ. Đi vô. Em Nhân Vlog là một người trùm đi khám phá nhà hoang, nhà ma ban đêm. Nhưng mà hôm nay nghe em ấy là chia sẻ là em ấy cũng ớn lạnh khi bước vào ngôi nhà của thầy bùa này. Dạ. Là mình đủ hiểu là lần đầu tiên em cũng đến nhà thầy bùa luôn. Đủ hiểu là nhà thầy bùa lợi hại thế nào. Mặc dù ban ngày thôi cả nhà nhưng mà cũng thấy cái cảm giác nó hơi rợn rợn này. Hiện tại bây giờ cũng xế chiều quá nha. Thì thường giờ này thì dao động là cái giờ người âm ta đi với đó. Mới gài. Em nói thiệt mà. Mới gài. Gì mà? Sao mà ngộ, sao mà ngộ vậy anh? Hình như là gió đang đứng gió nhẹ thôi. Tự nhiên cái cây quật là sao không, ta? Không có con chim không? Không, không có. Ghê vậy? Cây này cây bạch đàn đúng không? Đúng rồi, cây bạch đàn. Trời bữa lạnh vô ta. Người ta thường có câu là nhất chạng dạng nhiều đàn đông đúng không? Cái giờ lên đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đây có, ở đây có sợi dây cái cây. Ui, ở đây có cái chén này em. Có khi nào người ta cúng kính ở đây không ta? Chắc cũng có thể. Nhìn cái này. Ghê quá trời. Ui, còn cái giường nữa kìa. Đồ đạc hay hả? Hình như bị nhiều luôn anh. Ủa sao mà... Ôi, phía sau có bụi tre hơi bị ghê nha. Đen. Anh thấy có bụi tre không? Thấy. Biết rồi, ôi, ôi, cảm giác khó chịu quá ta. Thì bây giờ mình đi ra ngoài đây đi. Lạnh hết luôn. Theo như cái kinh nghiệm khám phá nhà nhà ma của em á, là mình đi vào nhà mình đi từ trước là an toàn hơn, đi từ sau tới.
Nếu mình đi, nếu mà mình người chính chính chắn kêu là người em cũng biết nói sao nữa, nhưng mà là người mình cứ vô mình cứ xin phép họ là người kêu là gì người ta, người âm biết lễ phép á. Đúng rồi, đúng rồi. Trước vậy khi mình vào thì mình xin gia chủ đất đai tới điện trước. Dạ đúng rồi, kiểu là kêu là người chính kêu gì đó nghe thẳng á. Ừ, mình không đi cứ sao. Ôi, đồ còn dắt luôn. Ôi em ơi, hả, có da rắn kìa. Đúng rồi, da ông dài nè. Ở bóng mình gọi là ông dài đúng không? Dạ, ông dài, kêu ông dài cho nó nên. Dạ, mình dài. Kêu gắn thì nhiều khi nó xúc phạm. Dạ, không phải. Kiểu như mình đi vô trong cái rừng rậm mình kêu ông dài á, là tránh cái từ đó đó. Ok. Cho nó an toàn mình. Để anh trình trước đi. Ê, ủa, anh em chưa vô mà. Chưa xin đúng không? Tao bây giờ anh em xin nha. Đây, xin. À, hôm nay thì xin phép đất đai thổ địa nhân trạch tại đây. Thì xin phép gia chủ để cho anh em con đến tìm hiểu về ngôi nhà ở vị sao bó hoang, những cái câu chuyện xung quanh ở đây. Đây có cái đèn thờ này, cái này là bà Hương Thương, Hương Thiên, bà Thông Thiên. Được, được, được. Dạ. Quỳ là nó trung trọng. Ê, ê, gì vậy trời? Sao tự nhiên cái bộ đồ văn đây vậy? Biết. Ở trong ngôi nhà. Ui, cái gì vậy? Có những cái tiếng động nữa. Ở ngốc thiệt á. Cái nãy giờ gì em? Cái này là mấy cái tàn ong nè. Tàn ong mà cứ... Ê! Giỡn trời. Bạn thờ quá trời luôn kìa. Ủa, anh em xin phép rồi mà ta. Xin đôi mà. Tao bây giờ mình cứ đi nhưng mà gắng cố gắng nghiệm vật thôi biết sao nhỉ? Xin tiếp cho người góc mặt. Ở đây có mấy cái bộ đồ học sinh. Trời ơi, nhiều mà sao ngủ ông nhiều dữ vậy ta. Những cái ông này mình hút mật được không em? Ông này là người ta lấy rồi đó. Lấy rồi đó hả? Dạ. Nhưng mà theo chắc cũng lâu rồi đó. Cái lỗ nó gì chắc cái con ông nó bự lắm không? Nè, con ông nó to quá trời quá đất luôn trời. Ông chắc ông đắt kêu ông đắt ông lá hay gì đó. Không gần. Ôi. Ôi. Cái gì vậy em? Hình như cái áo hay gì? Cái áo? Ủa cái gì mà cái gì mau rớt vậy? Cái áo đâu trên đó nhìn rớt xuống. Hồi nãy có chưa? Chưa. Phải không? Đúng rồi. Ôi cái gì? Bây giờ sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ coi. Cái nhà kia. Ui. Em ơi. Em ơi. Trời ơi. Hả? Có bùa luôn nè. Ừ, có bùa luôn có cái bùa nhà. Có bùa có sao chuối luôn. Ui trời. Cái này chắc chắn là có quỷ thầy bùa này chứ đâu có trời. Đúng rồi. Ui, thắp nhang. Dạ dạ, có nhang. Có quẹo không? Trời, có quẹo luôn á. Này. Lạnh quá trời, lạnh luôn. Lạnh quá trời, cầm đúng rồi. Cái này có nên đút thuốc không em? Dạ chắc có kìa anh. Từ từ đút cái cây nhang cho. Ở trên bàn thờ có thuốc luôn cả nhà ơi. Ừ. Trời gớm quá trời. Trên đây cái dĩa chắc nãy chuối. Ừ. Rồi từ từ để anh đốt cái cây nhang cái rồi xong mình lấy thuốc xong nha. Ôi dưới đập bọc nằm. Ôi. Cái gì đấy? Đúng. Còn cái tổ ong trên đó này cả nhà ơi. Sợ như khi còn ong luôn. Khi nãy là cái áo này bay ra từ cái hướng bên trong này. Ê cái gì anh? Không biết nữa. Anh cấm không muốn đứng luôn. Sao bắt đầu lạnh lạnh vậy ta? Không biết nữa, ghê quá anh ơi. Quẹt đây. Trời ơi, anh thấy cái lá bùi lại cái sao bùi đớn luôn. Ơi, cái gì vậy trời? Ở đâu rớt xuống vậy? Phía bên trên này không có gì luôn á. Đi vô trong coi có ai không?
Ai đâu ai? Có ai đâu? Thì ra ra mà sâu thứ mấy? Đồ đạc khá nhiều luôn. Không có ai đâu. Không có ai luôn á. Bây giờ là cái gì vậy? Em cũng không biết luôn. Cái gì mà nhà thầy buồn ghê vậy? Thôi bây giờ mình vô nhà thử. Vô lại nữa hả? Dạ. Mình đi vậy có dính bụi dính nhã vậy không em? Em thấy ớn ớn nè. Ớn vậy trời. Má là ngày luôn. Bạn ngày luôn trời. Sao thấy ghê. Ôi bạn ngày luôn trời. Trời ơi. Gió không? Không phải gió đâu nơi cái gì á. Bình thường mà. Đúng rồi. Hay có khi nào bị bung ra không ta? Nguyết. Thu á. Cái tổ ong ở trên đó kìa. Trời ơi, cái tổ ong chà bá lửa luôn. Ờ, nhưng mà người ta bắt xuống này nè. Nhớ. Cái này phải người ta bắt không hay nó rớt vậy? Không, anh thấy hình như dấu nó rớt em mà chứ không phải ai bắt đâu. Chắc cũng có thể. Ừ. Còn ong luôn kìa anh ơi, cẩn thận nha anh ơi. Còn ong hả? Kìa, nó đeo kìa nó kìa, con ong này nó độc lắm á. Gì hả? Dạ. Ui, ui cái này mà nó quất mình cái xong luôn á. Thì đó. Ui, nó bay xuống kìa, nó bay xuống kìa. Ui, nó bay. Trời ơi. Mà vô làm sao? Em không biết. Trời ơi, lần đầu tiên khám phá nhà thầy Bùi ghê vậy trời. Có yểm Bùi hôm nay không ta? Ghê quá trời. Bây giờ phải đi qua con tre thôi. Wow, lông đầu luôn em ơi. Nhức đầu luôn á. Lạnh qua gáy thì chứ không phải chơi rồi. Ê, đất sét hả? Đất khô anh. Đất khô cho nó đâu cho nó rớt xuống vậy? Đất khô trên đó cái gì á, cái cây tre nó rớt hay sao á? Không phải hả? Nó rớt xuống rồi nó bể ra, nó văng ra phải không? Đúng rồi. Ai đốt cái gì đây ta? Ê, có cái tiếng gì anh ơi? Má gì vậy trời? Anh nghe không? Nghe. Tiếng rôn không? Cái tiếng giống như cái tiếng cửa, cái cửa hồi nãy á. Cửa nãy nó rung nữa hả? Đúng rồi. Ủa nó thông tim luôn. Đây bây giờ. Bây giờ anh cầm máy à. Ừ. Em vô thứ nữa. Bây giờ kinh nghiệm của em video chứ. Anh ớ mấy vụ thầy bùa này cơ. Ui trời ơi cả nhà ơi. Có cái tiếng. Em ơi. Hả? Mạnh quá em ơi. Chốt rồi cả nhà ơi, hôm nay gặp cái gì rồi. Cái gì vậy? Cái mặt càng dằn vậy nè. Em thấy luôn hả? Ờ. Sao nãy anh không thấy ta? Ui. Nửa hơn. Vô nửa hơn. Chết rồi sao đây? Ghê vậy? Em thấy trong phòng không? Nhiều sao? Cái cửa này. Em ơi. Coi chừng trúng bùa em ơi. Nhà có thầy bùa có. Thường thường là người ta nếu mà ta yếm bùa là thường là những cái góc nhà, cái cột nhà. Coi chừng dính bùa. Ghê quá. Ở đây có cái lỗ nè, không biết có khi nào bùa không ta? Đâu? Cái lỗ dưới đây nè. Có cái nào bùa người ta ấy anh không có biết. Cái vụ thầy bùa anh không có rành. Giờ sao ta? Mà hồi nãy em mặc em thấy cái mặt á nó chằn chằn bự mà nó xanh lè à. Nó hiện ra luôn hả? Ờ. Nó hiện ra cái mắt hay sao? Hiện ra rất lâu không? Đứng ở chằng đây luôn nè. Trời biết nãy em đẩy cửa em ra, tông cửa. Biết nãy em cầm máy vô cái là xong hả? Em cầm máy vô cái là ghi hình được hả? Thì đó. Trời ơi, ngay mặt luôn trời. Trời ơi, nhà thầy bù ghê quá, nhà thầy bù. Ê, có
có cái tiếng như ai khóc. Đúng rồi, anh mới nghe thầy luôn. Trời ơi, chắc không ở lâu đây được quá anh ơi. Rút mày mày. Đó, anh nghe không? Anh nghe cái tiếng gì không? Gì? Giờ sao ta? Giờ sao ta? Cái tiếng như ai khóc vậy á? Không, tiếng chì sầm nhiều lắm. Nhiều tiếng người chì sầm lắm. Đúng rồi. Nhiều tiếng người chì sầm lắm kìa. Không phải một hai người đâu. Kỳ gì? Nhưng mà xung quanh đây đâu có ai đâu. Ôi trời ơi, dữ trời ơi, ui. Đi đi, ra coi anh. Ủa đây có cái hộp gì vậy? À, coi đâu ta. Đâu có gì đâu. Đúng rồi. Đâu biết sao đây anh, qua đây. Ê, ở trong nhà. Ôi. Làm cho mình hoài luôn rồi. Bây giờ anh cầm, em đứng đây, anh cầm máy qua anh coi có ai. Canh nha, canh nha. Dạ dạ. Có ai không anh? Không. Dân trúng tay em luôn. Trúng tay luôn. Ờ. À. Cái gì cứng lắm. Thiệt rồi, thiệt rồi, thiệt rồi. Anh tưởng nó có ai phá mình không phải? Không phải. Không có ai hết trơn á. Không ai phá mình đâu. Ôi, ôi. Trời, lần đầu tiên luôn em. Quần áo nó giờ sớm giờ trong nhà bay mấy lần rồi đó. Lần đầu tiên em đi, anh đi khám phá 7 ngày mà có hiện tượng gì luôn á. Rút mà không kịp. Giờ sao? Thúc sẽ sao giờ? Đi chưa? Theo anh sao? Anh... anh em không? Theo như cái kinh nghiệm đi khám phá nhà ma của em ban đêm hôm em thấy hiện tượng này. Nhưng mà cái nào? Này là ban ngày nó dữ dội hơn ban đêm luôn á. Gì? Không, đầu anh đi khám phá nhà hôm nhiều lắm nhưng mà đây là cái nhà hôm ban ngày đầu tiên anh thấy hiện tượng luôn á. Tiếng gì vậy? Đúng rồi. Nghe lại, hình như tiếng ban phụ nữ. Ban ngày mà còn gì, ban đêm không biết ra sao luôn á. Đó. Dễ không vào nha bạn. Dạ anh em con xin phép, anh em con tới đây chỉ là tìm hiểu chứ anh em không có ý mạo phạm cái gì ở đây ạ. Ôi mời, mời. Cao người con gái nè. Áo phụ nữ. Ui, ui. Đâu có trời, vịt gô đồ luôn rồi. Ui. Trời ơi, nó nhặt góc mù rồi. Nó bùng ốc mù luôn. Nè đây em, đây. Trời ơi, ghê quá, nhà thầy bùa, ghê quá, nhà thầy bùa, nhà thầy bùa. Xin phép thầy. Anh em xin phép. Xin phép chửi của mặt. Đừng đi, đừng ngồi lên đây. Ủa, cây nhang này anh đốt. Trời ơi, điếu thuốc không rớt luôn kìa. Không rớt luôn. Điếu thuốc không rớt tàn luôn. Hình như cây nhang tắt hay gì. Còn cháy em ơi, còn cháy nhưng còn mà cái tàn nó không có rớt. Cái tàn nó không có rớt mà nó còn cháy. Trời ơi, điếu thuốc không rớt tàn là không rớt luôn á. Thôi thôi. Dữ lắm. Thôi bây giờ nếu có thể thì anh tính sao? Về. Rút đi. Anh thấy không ổn đâu. Hình như có cái bóng gì vậy ta. Mình đứng ngay đây luôn mà còn rầm rầm mình không thấy cái gì đây này. Không. Hình như em thấy có cái bóng gì đen đen ở trong nhà nè. Em mới thấy nó dượn ngang. Thấy đúng không? Không biết phải không? Anh thì anh nặng dí lắm. Anh ít khi mà thấy họ hiện ra trước mặt quách đốt nữa. Cho mấy tôi nè. Cái đậu ngựa. Cái gì vậy? Thôi. Không chịu được đâu anh ơi. Thôi rút. Trời ơi trời. Phải ngay luôn trời ơi. Ai điện thoại em kìa. Dạ. Chắc kết thúc em ơi, kết thúc. Dạ dạ. À, muốn chào à. Liễu ơi. Có lẽ mình kết thúc ở đây cả nhà, cái nhu nhà này ghê quá. Khá cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video nhé. Lần đầu tiên khám phá ngôi nhà của thầy Bù ban ngày mà ghê quá cả nhà ơi, đúng rồi. Ở lạnh luôn. Thầy Bù ở miền Tây không đơn giản. Anh cảm ơn Nhân đã chia sẻ cái nhà này. Trời ơi. Cái gì đen đen phía xa xa đó trời. Cái gì trời nữa hả? Kìa. Thấy rồi, anh thấy mờ mờ. Mà cái... anh thấy nó mờ mờ lắc. Nhưng mà lắc lư kìa ta. Ui. Thôi kết thúc em. Thôi, vậy đi. Hẹn gặp lại cả nhà ở đó theo nha. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà.